Hey, xin chào các bạn đã đến với Xin Tarot. Thì chủ đề của trả bài này là họ có điều gì muốn nói với bạn. Và vì đây là một trả bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy là họ muốn nói với bạn là họ có cảm xúc, họ có sự nồng nhiệt, có sự nhiệt huyết, có sự hứng thú với bạn. Nhưng mà bởi vì họ biết bản thân họ là ai và họ biết họ cũng là một người khá là kỹ tính và làm gì phải chắc ăn, nên là họ nghĩ nếu như mà chủ động bồng bột quá, đó là một cái hành động ngu xuẩn và sẽ có thể là đem lại cho họ sự tổn thương. Họ sẽ chờ đợi và họ sẽ quan sát tình hình thực tế của mối quan hệ này, thì họ sẽ đưa ra quyết định là họ có chủ động hay không. Họ sẽ lựa chọn một cái thời cơ thích hợp để có thể đưa ra những cái hành động cụ thể trong mối quan hệ. Nhìn chung thì mình thấy là người này nói là họ đã biết được cảm xúc của họ, họ biết được là bản thân họ muốn gì, cần gì, nhưng mà họ không muốn làm những cái việc đó một cách quá vội vàng, quá bồng bột, quá là bị bốc đồng trong phút chốc quá. Họ cần phải xem xét và chờ đúng thời cơ, theo họ là đúng thời cơ ấy.